Ok, hello, xin chào tất cả anh em đang xem cái livestream nha anh em.
Xin chào tất cả anh em đã trở lại với Vlog Truyền Kỳ Dí VN nha anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại một trận đấu solo giữa hai thiên nhẫn. Đó là hai thiên nhẫn cao thủ có tên là Hải Arowana và Kho Diễn nha anh em. Hiện tại hai cao thủ này đang solo với một cái thớ đánh là đánh 3 tháng 2 là lái nha anh em. Và với một cái kèo là 2.000 kim nguyên bảo tương đương với gần 30 triệu Việt Nam đồng nha anh em. Và hôm nay thì AD sẽ có một hưởng ứng trận đấu đầu tiên tại server Thành Đô này. Và đội ngũ AD đã tổ chức một sự kiện nhỏ dành cho tất cả các fan đã theo dõi lâu nay của Võ Lâm Truyền Kỳ ZBN. Và bây giờ thì bước 1 anh em chỉ cần like và share video này. Và bước 2 anh em nên comment tên người chiến thắng với hai con số bất kỳ từ 0 đến 99. Vào lúc phần thưởng sẽ dành cho người dự đoán chính xác sớm nhất và hợp lệ nhất thì sẽ được 30 kim nguyên bảo nha anh em. Và anh em nên nhớ là phải nhớ và like và chia sẻ cái video này nha anh em. Và đừng quên comment người giành chiến thắng và một con số bất kỳ từ 0 đến 99 nha. Và bây giờ trận đấu đầu tiên của chúng ta sẽ xếp bắt đầu. Hai cao thủ chúng ta đã làm thủ tục trao đổi máu và hoàn thành các bước đợi chuẩn bị. Bây giờ chỉ còn khoảng 60 giây nữa trận đấu sẽ bắt đầu thôi. Và anh em hãy cùng nhau bình chọn cho Kho Điển hoặc là Hải Arowana nào nè. Trong một trong hai sẽ có người giành chiến thắng hôm nay thôi. Và bây giờ ai sẽ là người giành người chiến thắng đây? Và bây giờ chúng ta sẽ có một phần thưởng rất là nhỏ nhỏ nữa cho anh em. Tất cả server ZBN, nếu hôm nay cái livestream này mà đạt đến khoảng 500 người xem thì AD sẽ nhân 3 kinh nghiệm cho toàn server nha anh em. Theo mình nghe là vậy. Anh em hãy nhớ like, chia sẻ nhiệt tình vào các nhóm Võ Lâm Truyền Kỳ nha anh em. Và nếu mà hôm nay trận solo hôm nay nếu mà đạt người xem lên đến 500 người xem, AD sẽ nhân 3 kinh nghiệm cho anh em cùng nhau và trang trải và cày Excel nha anh em. Nếu mà nhân 3 thì anh em khỏi phải nói rồi. Và bây giờ trận đấu chúng ta chỉ còn khoảng 20 giây thôi. Mình sẽ cho anh em nghe nhạc trong game nha. Đó, to lên tí. Rồi, ok. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Vào, bắt đầu rồi. Bây giờ hai bên đã cùng nhau bút trong phái. Kho Diễn vừa bút kim mới thấy đến Hải Arowana. Và bây giờ sẽ như thế nào? Và Hải đã bút lại kim mới thấy làm Kho Diễn bị loạn rồi. Bây giờ thả những đoàn thiên ngồi lưu tinh. Hai bên đang đi di chuyển rất là chậm chạp. À, hai ông là đang thiên nhẫn nội nha anh em. Mình cứ tưởng là hai ông đang chơi thiên nhẫn kích. Hai người đang đánh thiên ngoại lưu tinh. Đỡ mình giấu điểm số đã. Mình không thể đỡ lộ điểm số được. À, Kho Diễn vừa một xài một cái kêu kinh công né thiên ngoại lưu tinh rất là hay. Hai bên đang thả những đòn đam thiên ngoại lưu tinh về phía đối phương. Và Kho Diễn vừa xử lý kêu 10 hit làm loạn Hải rồi. Và Kho Diễn đã leo lên ngựa chạy rồi. Hai bên đều làm loạn cho nhau cả. Tại vì solo cùng một môn phái nên là không biết liệu ai sẽ giành phần đam cao hơn, sẽ giành phần chiến thắng đây. Hai bên đang thả những đòn thiên ngoại lưu tinh và trong khi đó đã xả những cái kill 3x khá là rác. Anh em nên nhớ hãy like và chia sẻ. Và đừng quên comment một người giành chiến thắng hôm nay và đi kèm thêm một con số bất kỳ từ 0 đến 99 nha anh em. Sau khi kết thúc sẽ mở random và nếu ai dự đoán chính xác nhất và đã làm theo đủ các bước like và chia sẻ và comment thì sẽ dành ngay một phần thưởng 30 kim nguyên bảo. Và hôm nay sẽ có một phần thưởng nhỏ nhỏ cho anh em, tất cả anh em server ZBN luôn. Nếu anh em like và chia sẻ nhiệt tình và nếu số view lên đạt đến cái mốc 500 người xem, 500 người theo dõi sẽ AD sẽ nhân 3 kinh nghiệm trong một thời gian nào đó nhất định cho anh em. Nhân 3 kinh nghiệm nha anh em. Nếu mà cái livestream này đạt đến 500 người xem đó, khá là hấp dẫn. Mình sẽ xem trang bị của Kho Diễn sơ qua cho anh em xem. Đây là Kho Diễn nha anh em. Một set liên đấu ăn bàn đó, set liên đấu ăn bàn. À, một cái gia truyền thôi, không được set anh em. Và đi kèm vào đó một cái nón kim quang phòng thủ vật lý và thời gian chậm và sinh lực khá là đẹp. Và một cái bao tay kháng họ 24. Một cái áo phục hồi 40, kháng họ 19, sinh khí 7. Và một cái đai lưng phòng thủ 17, thời gian chậm 40. Và một cái kích họ sắc nội công 113 và thời gian chậm 40. Và thế là anh ta đã có thời gian chậm 120 rồi. Và kháng họ cái giày 24 nữa, kháng họ rất là cao. Ok, bây giờ mình sẽ xem đồ của Hải Arowana cho anh em xem. Anh ta đang trang bị cho mình một set an bang, một gia truyền liên đấu
còn lại là đồ thường thôi anh em. Server Thành Đô thì chưa có hoàng mỹ, và đi kèm vào đó một cái áo liên đấu phục hồi 50 sinh lực. Wow, sau cái tuần vừa rồi mình cảm thấy là Hải vừa sẽ bị chết anh em ơi, chỉ còn khoảng 20% máu thôi. Và đây là những món đồ của Hải đây. Anh ta đã trang bị hai món phòng thủ vật lý rồi, một cái đai kim quang và một cái dây kháng họ thôi. Tính ra thì Hải Aravana kháng họ rất là thấp, không bằng kho diễn được. Mình thấy kho diễn mang 3 món kháng họ lận, mà Hải chỉ mang có một món thôi. Wow, xem tí nữa Hải đã bị chết rồi, rất là gắt. Ok anh em cùng xem nha, đợi mình chút nè. Ok, và bây giờ chúng ta cùng xem trận đấu của hai bên kho diễn và Hải Aravana. Thả những đoàn thiên ngoại lưu tinh thì có vẻ là không có thời gian nên là rất khó mà kết thúc được đối phương. Liệu ai hai bên sẽ hết máu trước đây? Anh em dự đoán nào? Theo mình dự đoán thì không phải là như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy là kho điển trang bị cho mình kháng họ rất là cao. Có vẻ là nếu mà đánh những đoàn thiên ngoại lưu tinh như thế này thì kháng họ như kho diễn thì có vẻ anh ta đang kháng họ được 75 cộng 2 rồi. Theo mình dự đoán là kho diễn đang 75 cộng 2 và Hải chắc là đang 75 cộng 1 thôi. Anh ta chỉ có hai món kháng họ thôi và một cái vũ khí họ sát 155 và thời gian chậm 20. Và tỷ lệ người xem đang lên đến cái mốc 356 người xem rồi. Anh em hãy cùng nhau like, chia sẻ nhiệt tình vào các nhóm Võ Lâm Truyền Kỳ để lên mốc 500 người xem thì Ader sẽ khuyến mãi toàn bộ server X3 tiền thổ lộ nha anh em. Đó, X3 anh em đủ hiểu rồi. Anh em hãy cùng nhau like, chia sẻ nhiệt tình giúp mình nào anh em ơi. Mình đã vừa soi đồ Hải và kho diễn rồi. Trận thứ hai mình sẽ soi lại cho anh em xem nha anh em. Hai bên đang giao tranh rất là gắt. Hình như là kho điển đang vừa xử lý một cái kill 12x làm cho Hải bị loạn rồi. Và bây giờ kho đã bị loạn lại. Liệu những đòn của Hải thả ra thì ai sẽ hơn đam? Ok, theo mình dự đoán thì có vẻ là kho điển lại giành chiến thắng thì phải. Ok, mình xem như thế nào. Kho điển chiến đội 1 đánh trúng 23.000 và Hải chiến đội 0 đánh trúng, ở lò sorry anh em, đánh trúng 231k chứ. Và Hải đã đánh trúng 225k và kho điển là giành chiến thắng. Ok, và trận đấu này thì hình như là kho điển đã giành chiến thắng rồi anh em, giành chiến thắng trận đầu tiên. Và bây giờ hai bên sẽ tiếp tục làm thủ tục vào trận đấu thứ hai, và hai bên sẽ bắt đầu đi mua máu thôi. Trận đấu đầu tiên là kho diễn là giành chiến thắng nha anh em. Bây giờ thì lượt xem mình đã thấy là 382 người đang theo dõi rồi. Anh em hãy cùng nhau like, chia sẻ nhiệt tình đó, chúng ta cùng đạt cái mốc 500 người xem thì Ader sẽ khuyến mãi cho anh em cộng đồng dí viện chúng ta là một phần thưởng nho nhỏ, đó là nhân 3 Excel toàn bộ server. Ok, chào Linh Nguyễn nha. Nói chung nãy giờ rất là đông nên là mình không thể chào tất cả anh em được. Mình sẽ chào một câu toàn tập cho anh em luôn. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với Võ Lâm Truyền Kỳ ZVN. Và xin chào tất cả anh em từ đầu đến cuối nha. Mình bây giờ rất đông nên là mình không thể chào từng anh bạn như những lần live stream trước được. Và rất mong anh em hãy cùng nhau đồng hành Võ Lâm ZVN. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thủ tục và chờ đón trận đấu thứ hai. Ok, anh em đợi mình trong giây lát. Mình sẽ làm thủ tục cho các đội hai nhân vật thi đấu hôm nay, đó là Hải Aravana và Kho Điển. Trong vừa rồi thì Kho Điển đã giành một cái chiến thắng cũng khá là người một, trên hơn nhau khoảng chỉ hơn nhau khoảng 6k đam thôi anh em. Kho Điển đã hơn 6k đam và hai bên đang chênh lệch không cao, chỉ thua nhau khoảng 6k thôi. Hải rất là tiếc thua 6k điểm. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục thủ tục thứ trận đấu thứ hai. Và hai bên đã đi mua máu rồi, và bây giờ thì hai bên đang trao đổi máu cho nhau. Hai bên đang trao đổi máu cho nhau anh em. Anh em nếu có đam mê với Võ Lâm Truyền Kỳ thì hãy cùng nhau like, chia sẻ cái video này giúp mình. Trận đấu của chúng ta hôm nay là đánh 3 tháng 2 nha anh em. Và tỷ lệ solo hôm nay là
3K kim nguyên bảo tương đương với gần 30 triệu Việt Nam đồng nha anh em. Ok, bây giờ đang nhặt lại máu cho nhau. Mọi bên sẽ trao đổi máu cho nhau và cùng nhau là 60 vị trí rương máu cho mình, để tránh tình trạng là đội đối phương cầm thuốc lắc vào bên trong nha anh em, hoặc là nuốt thuốc lắc trước khi vào trận đấu nha anh em. Ok, và bây giờ hai bên đã kiểm tra đủ máu cho mình rồi, bây giờ là out game thôi. Hai bên out game anh em ơi, hai bên out game để tránh tình trạng nuốt thuốc lắc trước khi vào trận đấu nha anh em. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu thứ hai ngay và liền ngay bây giờ. Anh em hãy cùng nhau like chia sẻ giúp mình nha anh em. Hãy cùng nhau đưa cái live stream này lên 500 người xem, sẽ có một khuyến mãi cho toàn tất cả server dưới VN chúng ta, đó là một phần thưởng nho nhỏ nhân ba tiên thảo lộ cho anh em. Và đừng quên anh em, hãy đừng quên like chia sẻ video nào và cùng dự đoán một người giành chiến thắng hôm nay và kèm thêm một con số bất kỳ từ 0 đến 99 để chúng ta có thể nhận một phần quà nóng hôm nay, đó là 30 kim nguyên bảo nha anh em. Ok, vào thôi. Trận thứ hai chúng ta sẽ sắp được bắt đầu rồi. Ok. Ok anh em, và trong khi thời gian chờ đợi trận đấu thì chúng ta sẽ cùng nhau dạo sơ qua một dạo sơ qua server mới một tí nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ đưa anh em về server mới, đó là một server thân phát, hoàn toàn thân phát anh em. Ok, bây giờ mình sẽ đưa anh em về server mới đây. Ok, đây là, nói chung là đây là ad của mình. Đó, ad của mình thì cũng cùi bắp thôi anh em. Đâu rồi, mình sẽ dạo sơ qua server mới cho anh em xem. Thời gian có hạn nên là mình dạo sơ qua chỉ khoảng vài phút thôi anh em, vài phút trôi qua thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên Lâm Dương Quang và cùng xem thử tất cả anh em trên Lâm Dương Quang sẽ như đang như thế nào rồi. Hiện tại server mới chúng ta thì đây là top 10 server mới nha anh em. Hiện tại mình đang theo dõi server vang danh. Ủa sorry anh em, server này server thiên hạ chứ. Sorry anh em, server này là server thiên hạ nha. Đây là server thiên hạ, đợi mình chút nè. Chúng ta cùng lên Lâm Dương Quang. À, kẹt cái thổ địa phù đây. Trong thời gian chờ đợi chúng ta cùng nhau lên server mới, một phiên bản thân pháp tái hiện lại một thời Võ Lâm Truyền Kỳ 2005 của chúng ta. Và bây giờ mình đang trên cái map, đó là map Lâm Dương Quang. Và bên bản đồ của chúng ta đó là 10 cao thủ đang đứng top server thiên hạ nha anh em. Ok, mình sẽ đi dạo những cái bãi của Lâm Dương Quang xem như thế nào. À, như là không kịp rồi, đỡ mình giới thiệu lần sau thôi anh em. Bây giờ chúng ta cùng quay lại với trận đấu thứ hai rồi, không kịp anh em ơi. À, ở đây chào anh em. Ok, trận đấu thứ hai chúng ta đã bắt đầu rồi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem trận đấu thứ hai ngay bây giờ. Hai bên đang vừa giao tranh với nhau chỉ khoảng 20 giây thôi. Bây giờ chúng ta cùng chờ đón xem thử ai sẽ là giành phần chiến thắng này. Kho Diễn vừa sử dụng một cái kiểu kinh công khá là gắt. Hiện tại hai bên đang thả những đồng đam thiên ngồi lưu tinh. Mình sẽ đỡ chế độ mặt, đỡ khỏi hé lộ những cái điểm đam nha anh em. Và đến giây phút cuối cùng mình sẽ thông báo kết quả luôn cho nó hấp dẫn. Hiện tại Hải Arovana đang dính cái kill 12 của Kho Diễn và đánh những cái đòn đam. Liệu có chết hay không? Không sao, không sao, bây giờ Hải sẽ như thế nào đây? Anh ta có sử dụng kill 12 đỡ cho Kho Diễn bị đứng và làm loạn hay không đây? Vẫn chưa sử dụng. Hiện tại hai bên đang thả những đòn đam thiên ngoại lưu tinh. Lúc đầu mình cứ tưởng là hai ông này sẽ solo những cái kill đó là Vân Lâm Kích, nhưng mà hai bên đã xài những kill thiên ngoại lưu tinh. Có vẻ là hai bên đã bi mờ mặt với nhau và xác định là hai người solo thiên ngoại lưu tinh rồi. Chứ nếu như tình hình như thế này thì khó mà kiếm được những cái trận đấu mà hai bên đồng ý đánh thiên ngoại lưu tinh với nhau. Tại vì thiên nhẫn thì chỉ có những đòn solo thì chỉ có Vân Lâm Kích thôi.
và lần thích thì solo mới đẳng cấp được. Nhưng mà hai anh ta đã quyết định chọn cho mình đó là những đồng đàm thiên ngoại lưu tinh. Và kho điển đã dính bùa 12x của Hải A Rovana rồi. Anh em hãy cùng nhau like, chia sẻ cái video này và hãy bình luận thử ai là người giành chiến thắng hôm nay, và đi kèm thêm một số bất kỳ từ 0 đến 99 nữa cùng nhau dành một phần thưởng 30 kim ngân bảo nha anh em. Nếu anh em nào mà dự đoán chính xác nhất sẽ có ngay 30 kim ngân bảo nha anh em. Bây giờ kho điển đã bị loạn rồi. Chúng ta cùng chờ nhau xem thử kết quả sẽ như thế nào đây. Hai bên vẫn đang giao tranh với nhau, có vẻ như là theo như mình dự đoán là nếu mà ai mà hết 60 bình máu trước thì sẽ là người chết thôi. Tại vì thiên ngoại lưu tinh rất khó mà kết thúc được đối phương. Hiện tại cái livestream chúng ta đã lên 380 người xem rồi. Anh em hãy cùng nhau like, share, chia sẻ nhiệt tình để chúng ta đạt cái mốc 500 người xem, đỡ Ader sẽ có một phần thưởng nho nhỏ dành cho tất cả anh em cộng đồng ZVN. Đó là một phần quà nhân 3 Excel toàn server nha anh em. Anh em hãy cùng nhau like, chia sẻ nhiệt tình để đạt cái mốc 500 người xem nha anh em. Nếu mà lên 500 người xem thì Ader sẽ khuyến mãi anh em, đó là một phần quà nho nhỏ cho toàn server chúng ta. Đó là một phần quà nhân 3 kinh nghiệm. Tại vì anh em đã biết rồi, server chúng ta chỉ có những cái tin thổ lộ nhân 2 thôi. Nếu mà hôm nay đặt mốc 500 người xem thì Ader sẽ khuyến mãi cho anh em nhân 3 kinh nghiệm luôn. Rất là ngon lành. Anh em hãy cùng nhau chịu khó like, chia sẻ nhiệt tình giúp mình ngay bây giờ anh em ơi. Tại vì trận đấu là đã trận đấu thứ 2 rồi. Nếu mà đến cuối video mà đã lên mốc 500 thì Ader sẽ khuyến mãi nhân 3 kinh nghiệm toàn server cho tất cả cộng đồng dí viện chúng ta. Và bây giờ Hải đang bị loạn rồi, đang ăn đam. Wow, hiện tại kho riễn đang núp trong cái gốc lách thả ra. Hiện tại đang sát vào tường là có khi là dính gốc lách anh em. Đang chọn một gốc khá là thuận lợi. Trận đấu chúng ta là một trận đấu, đó là tỷ lệ đánh đó là 3 đánh thắng 2 là win nha anh em. Và kèo solo đến 2.000 kim nguyên bảo tương đương với sắp xỉ gần 30 triệu đồng Việt Nam đồng nha anh em. Anh em hãy cùng nhau like và chia sẻ ủng hộ hai cao thủ của chúng ta anh em ơi. Đó là kho điển và Hải Arovana. Hai bên đang giao tranh những đòn thiên ngoại lưu tinh. Kho điển đang bị dính đam 12 rồi. Cố lên nào anh em, hãy cùng nhau like chia sẻ nhiệt tình. Hiện tại livestream đã lên 400 người xem rồi. Anh em hãy cùng nhau cố gắng like chia sẻ giúp cái video này lên 500 người xem nha anh em. Nếu mà lên 500 người xem thì sẽ có một phần quà cho tất cả cộng đồng dí viên chúng ta. Đó là một phần quà nhân 3 Excel toàn server. Đó, rất là ngon lành. Wow, wow. Theo thì mình dự đoán là sẽ như thế nào đây? Có vẻ như là kho điển là giành phần chiến thắng như sao đây? Đúng rồi anh em, rất là khó khăn. Kho điển vừa giành trận đấu thứ hai đã giành chiến thắng và anh ta là còn 5 bình máu. Xem chết, rất là ghét gao. Để mình xem cái số điểm như thế nào. Kho điển chiến đội 1 đánh trúng 213.000. Và Hải Arova chiến đội 0 đánh trúng, wow, rất là đáng tiếc cho Hải Arova. Anh ta đã bị thua đam nhưng mà đã bị kết thúc luôn. Kho điển là giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai. Và bây giờ thì anh em nào đã bình chọn kho điển với con số bất kỳ theo mình dự đoán thôi. Con số như là con số nào đây? Anh em đợi mình tới nha, mình sẽ lấy một con số trong trận cái đam hay sao đây. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Và trận solo hôm nay chúng ta thì cũng kết thúc rồi. Bây giờ mình sẽ công bố kết quả cho anh em xem ai là sẽ giành phần chiến thắng sau cái video này. Ok, bây giờ mình sẽ qua server mới dạo một vòng cho anh em xem anh em. Và cái video này sẽ, tại vì anh em nếu mà like chia sẻ nhiệt tình lên 500 người xem đi. Hiện tại bây giờ là 394 người xem rồi. Trận cái livestream này vẫn chưa kết thúc. Anh em hãy cùng nhau về server mới một tí nha anh em. Anh em hãy cùng nhau like chia sẻ giúp video này lên 500 người xem đi anh em. Nếu mà lên 500 người xem trong cái livestream này thì Ader sẽ nhân 3 tất cả server cho toàn bộ server của cộng đồng dí viện nha anh em. Bây giờ mình sẽ về server mới và
cho anh em xem sơ qua. Ok. Anh em hãy cùng nhau like chia sẻ này và kéo lên 500 người xem đi anh em. Mình sẽ dạo sơ qua server mới một tí cho anh em xem. Nếu mà cái livestream này mà đạt đến mốc 500 người xem thì mình sẽ trong đội ngũ Adder sẽ khuyến mãi tất cả server của chúng ta. Đó là một phần quà nhỏ nhỏ, đó là nhân 3 tiền thắng lộ nha anh em. Quá là ngon. Về bây giờ chúng ta cùng nhau. Đây rồi. Hiện tại bây giờ mình đang đứng tại phường thư. Mình sẽ mở nhạc lên anh em nghe. Đó, rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ lên Lâm Như Quang dạo một vòng nha anh em. Hiện tại bây giờ mình đang dạo server Thiên Hà nha anh em. Ok. Wow, để mình coi. Dạo là góc dưới này thì có bãi biển này, có anh em nào cho anh không đây? Hiện tại trên theo mình thấy thì trên Lâm Như Quang này rất là nhiều anh em đang tranh trên khu vực này. Ồ, quái hết rồi. Có vẻ là đang có một tem tranh đang khu vực này rồi. Đâu rồi? Đây rồi. Hiện tại bãi ngay bờ biển thứ nhất đã có một người một tem tranh rồi. Mình sẽ lên bãi ngay khu cỏ cháy này. Hiện tại livestream của chúng ta chỉ còn khoảng gần 300 người xem thôi. Nếu anh em mà chịu khó like chia sẻ nhiệt tình, nếu mà lên được 500 người xem thì Adder sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ, đó là cho tất cả server cộng đồng dí bên chúng ta, đó là một phần quà nhân 3 Excel nha anh em. Anh em hãy cùng nhau cố gắng nào. Bây giờ mình sẽ dạo sơ qua cái bãi ngay khu vực này. Đây là những hạt của tem 47. Mình thấy hai bạn của 47 đây rồi. 47 và 76 đang khu vực này, và mình sẽ dạo qua khu vực này xem nào. Anh em nào có những câu hỏi nào thì hãy inbox vào fanpage nha anh em. Và những anh em nào mà muốn chơi những server mới này thì hãy tạo một ID ngay tại trang web zvn.net và hãy tạo một ID mới ngay cho mình. Nếu mà anh em tạo ID thì sẽ được khuyến mãi 7 ngày chơi và 25 giờ nha anh em. Free cho anh em, vào những anh em bôn tạo giang hồ thì free anh em 7 ngày chơi và 25 tiếng. Và những cái code tân thủ. Và những anh em nào mà muốn nhận được code tân thủ thì hãy inbox vào fanpage ngay trực tiếp ngay bây giờ. Adder sẽ hỗ trợ anh em một cái code tân thủ, đó là 3 tiền thổ lộ 8 tiếng và 3 tiền thổ lộ 1 tiếng. Và một cái thổ địa phương 100 lần. Và một cái thân thành phù 7 ngày nha anh em. Tất cả hàng sử dụng 7 ngày nha anh em. Đây là một tem của Hoàng Sĩ Nóc. À, Vạn Độc Tâm. Vạn Độc Tâm là như anh ta đang top 10 server thì phải. Đâu rồi? Wow, anh ta đã bị rớt rồi. Danh gà con không có luôn. Danh gà con, danh như gà mái không thấy luôn. Ok, mình sẽ đi dạo qua khu vực bên này một tí. Anh em cùng chờ đợi trong giây lát nha anh em. Khu vực này thì mình thấy là như là họ ca, hầu ca. Ok, và bây giờ thì mình sẽ quay random cho anh em xem. Xem thử anh em nào dự đoán đúng kết quả nha anh em. Và nếu mà đúng chính xác và làm đủ các bước like và share cái video này và comment một người giành chiến thắng và con số chính xác nhất thì mình sẽ trao giải cho anh em. Đó là một phần thưởng, đó là 30 kim nguyên bảo. Ok, bây giờ mình sẽ quay số cho anh em. Nếu mà quay số xong thì mình sẽ dạo sơ qua server Thành Đô. Chúng ta cùng nhau đi sandbox. Tại vì hiện tại sandbox còn 5 phút nữa box sẽ ra.
Ngay bây giờ mình sẽ qua server mới nha anh em đợi tí. Anh em đợi tí mình sẽ quay số ngay bây giờ. Và chúng ta sẽ bắt đầu xem server Thành Đô Sandbox như thế nào đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về chiến lung động và chúng ta cùng sandbox. Và mình sẽ quay đầm đầm ngay bây giờ cho anh em. Đây rồi, mình sẽ đập bật ok, bản hiện tại bản random này xuất hiện rồi. Mình sẽ đập full màn hình cho anh em nha. Ok anh em, và bây giờ mình sẽ quay random cho anh em đây. Anh em đã thấy màn hình random chưa anh em? Anh em đã thấy màn hình random chưa? Cho mình phím 1 đi anh em, đỡ mình biết đưa mình quay đây. Chúng ta sẽ là từ 0 đến 99 nha anh em. Anh em đã thấy màn hình random chưa? Cho mình phím 1 đỡ mình biết đường anh em ơi. Rồi anh em đã thấy chưa? Anh em nào mà thấy màn hình đầm đùm thì hãy cho mình phím 1 nào anh em ơi. Cho mình phím 1 ngay bây giờ giúp mình anh em ơi. Ok. Và sau khi mình đã thấy những cánh tay số 1 chắc lên thì bây giờ mình sẽ quay thưởng đầm đùm 30 kim nguyên bảo cho anh em ngay bây giờ. Ok. À, bây giờ mình sẽ đếm từ 1 đến 10 mình sẽ quay số nha anh em. Và anh em nào mà đã like, chia sẻ và bình luận đúng kho điển giành chiến thắng với một con số bất kỳ từ 0 đến 99 thì sẽ nhận ngay một phần quà, đó là 30 kim nguyên bảo. Ok ok, bây giờ mình sẽ quay số nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, bây giờ mình sẽ nhắn vào Genetrate đây. Bum. Vì số dưới đây, con số 12 cho anh em. Tất cả anh em đó là con số 12. Nếu anh em nào mà đã dự đoán kho điển và kèm theo con số 12 và kèm theo live chia sẻ video này nhanh và sớm nhất trước khi trận đấu kết thúc thì mình thì Bernardo sẽ trao thưởng cho anh em 30 kim nguyên bảo nhanh và liền. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau, đó là theo chân server Thành Đô, cùng nhau thêm theo chân các bạn hội server Thành Đô cùng nhau sandbox nha anh em. Ok, và bây giờ thì con số bất kỳ đã quay rồi. Bây giờ mình sẽ quay một cái thư mục game thôi. Chúng ta cùng nhau theo thư mục game anh em. Ok anh em, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau theo dõi server Thành Đô. Hiện tại server Thành Đô đang chuẩn bị sandbox. Hiện tại các bạn hội đang tập trung ngay chiến lung động bãi chung rất là đông. Đó là theo mình thấy, đó là bạn hội Giang Hồ, Hồng Hưng và ban hội Ma Giáo, có vẻ là 3 ban rồi anh em ơi. Anh em đang xem livestream thì hãy like chia sẻ nhiệt tình giúp mình nha anh em. Và rất cảm ơn anh em thời gian qua đã cùng nhau ủng hộ và cùng nhau theo chân cộng đồng Võ Lâm ZVN đã hơn 2 năm rồi. Và hiện tại bây giờ đã mở một hai server mới. Đó là hai server vang danh và thiên hạ với một phiên bản thân phát hoàn toàn mới lạ nha anh em, rất khác với những server cũ. Và những anh em nào mà muốn bôn tẩu và muốn tìm hiểu server thân phát như thế nào thì từ bây giờ hãy cùng nhau lên trang chủ zvn.net và tạo cho mình những account. Và sẽ Abernader sẽ hỗ trợ anh em những cái code tân thủ khá là hấp dẫn, đó là những tiền thảo lộ, đó là 3 tiền thảo lộ 8 tiếng và 3 tiền thảo lộ 1 tiếng. Và đi kèm vào đó là một cái thổ địa phù 100 lần và một cái thân hình phù. Hàng sử dụng 7 ngày nha anh em, tất cả hàng sử dụng 7 ngày nha anh em. Ok, và bây giờ
Nếu anh em nào mà dự đoán đúng số 12, số nhất sẽ được thưởng nha anh em. Hiện tại bây giờ đang tập trung ngay bãi chung rất là đông. Bóp đây rồi, gia lực tỷ ly. Hiện tại server này là một server hoàn toàn mới nha anh em. Server này là server thành đô. Đây là phiên bản nội công. Server này chỉ mới ra khoảng 5 tháng thôi. Một server hoàn toàn đồ rất có giá trị và tái hiện lại một võ lâm dương kỳ 2005. Rất là bá đạo. Và một võ lâm rất là đông đảo người chơi, anh em đã thấy đấy. Hiện tại bây giờ đó là server một thành, server thành đô. Như anh em đã thấy trước mắt anh em, đó là server thành đô. Và đã trải qua khoảng 5 tháng trôi qua rồi, nhưng mà server chúng ta rất là nhiệt tình. Hiện tại bây giờ con boss của mình đã mất tiêu rồi. Rất là đông. Rất là đông nên là những ngạch đã bị treo và ao, và treo và ao liên tục anh em ơi. Và cộng đồng của chúng ta rất là đông, những anh em tham gia. Và dưới sự phát triển của tất cả đều rất có là nhiều kinh nghiệm, nên là hiện tại bây giờ server chúng ta rất là ổn định. Và server Biển Kinh 60 anh em và server Cửu Châu thì một server này hoàn toàn rất là lâu rồi. Đó là server cũ rất là lâu, hơn 2 năm rồi. Thì đến bây giờ thì vẫn rất là đông, nhưng mà mình đang theo dõi server Thành Đô nha anh em. Như anh em đã thấy thì server Thành Đô đã 5 tháng trôi qua, nhưng mà anh em thấy không, rất là đông người. Đây cũng là một minh chứng cho ZVN chúng ta là một sân chơi rất là chân chính cho các bạn đang muốn tham gia những võ lâm lậu. Và hiện tại bây giờ là đó là server Thành Đô của chúng ta đây. Hiện tại bây giờ mình thấy các bạn các anh em đang di chuyển về bãi cao thì phải. Đâu rồi? Đây rồi, Hiện Giác Đại Sư, đúng rồi. Đây là bãi cao. Hiện Giác Đại Sư đang đứng ngay đầu bãi cao gần thùng rượu đây. Chỉ còn một tí máu thôi, lên đam rồi. Bum. Và Phi Long Ca đã giành được tiêu diệt thành công Hiên Giác Đại Sư. Bây giờ để mình xem đi đâu đây. Mình thì mình chưa biết đi đâu nữa. Để mình hỏi thử tất cả anh em đi đâu đây. Đi đâu nữa anh em? Chị ra đưa đi với. Wow, tính Hồng Bảo Thạch nè. Không nhận được rồi, ai nhận rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay về Thành Đô. Thành Đô nào đây? Thành Đô nào chị với? Đâu rồi, đâu rồi? Phường Tường, Phường Tường Đông, ok. Anh em đã thông báo cho mình đó là Phường Tường Đông. Ok, Phường Tường Đông chắc chắn sẽ nằm ngay góc này hay là góc này. Để mình đi theo coi. Nếu mà sau cái sandbox này thì mình sẽ qua server Cửu Châu dạo một vòng cho anh em xem chiến lung động sẽ như thế nào tại server Cửu Châu nha anh em. Đó là một server đã trải qua hơn 2 năm, một cái tuổi rất là cao, và đã minh chứng cho anh em đủ thấy đó là một server rất là uy tín. Ok, và Phi Long Ca là vừa anh tiếp một con yên hiệu trái nữa rồi. Đúng là một ạc khá là đẳng cấp. Coi mình xem thử có trên top không. Hình như là ông này là đường môn thì phải. Phi Long Ca. Tiếp. Ok, và chúng ta đã wow, bắt đường vận nhiễm thành chốc đại anh rồi. Đã 4 con rồi, chỉ còn khoảng như là một con nữa thôi anh em. Nếu mà sang boss này xong thì mình sẽ quay sang server Cửu Châu. Quay sang server Cửu Châu đó là một server đã hơn 2 năm rồi, cho anh em thấy thử cái độ chiến lung động của chúng ta sẽ như thế nào. Hoàn toàn đồ xanh thôi, đi kèm vào đó thì những trang bị an bang và định quốc và những món đồ xanh 5 dòng 6 dòng khá là đẹp mắt. Thành Đô, ok, bây giờ mình sẽ quay về Thành Đô Đông. Ok, Thành Đô Đông. Thành Đô Đông, Thành Đô Đông. Ở góc dưới này rồi. Thấy anh em chạy xuống dưới này quá trời. Đâu rồi, đâu rồi? Đây rồi. Cổ Bách, đúng rồi, Cổ Bách là một hở kim nên là lúc nào anh em cũng đánh sâu cả. Cổ Bách rất là khó đánh. Hồi xưa thì Hiền Giác rất khó đánh, nhưng mà hiện tại game này thì không có đỡ cái dòng phản đam nữa nên là cũng đơn giản thôi anh em. Rất là đông. Hiện tại như mình thấy ba bang đang cùng một màu máu, đó là một màu xanh.
Xong chưa? Xong rồi, xong rồi, xong chưa? Chưa, chưa. Vẫn chưa xong. Lên đam, rồi xong. Nghịch Thiên, Nghịch Thiên đã anh được cô bắt. Sorry anh em nha, tại vì là phần thưởng chúng ta chỉ quay một lần thôi nha anh em. Không biết thì anh em nào đã bình luận kho điểm và con số đó là 12. Nếu mà trong những cái video này anh em nào không chỉnh sửa và làm theo tất cả các thủ tục và nhanh và chính xác nhất thì sẽ dành một phần quà, đó là 30 kim nhân bảo nha anh em. Và một phần quà nữa đó là 500 view thì nhân 3 Excel toàn server, nhưng mà như là không lên nổi anh em, chỉ mới khoảng 420 thì đã bị thục về rồi. Ok, và như là sandbox hôm nay tại server Thành Đô là kết thúc rồi. Mình sẽ quay về server Cửu Châu cho anh em xem sơ qua chiến lung động server Cửu Châu sẽ như thế nào đây. Server Cửu Châu là một server được sáp nhập từ server Biển Kinh và server Tường An nha anh em. Vừa sáp nhập vừa từ đầu tháng thôi, từ ngày 1 thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ quay lại server Cửu Châu cho anh em xem sơ qua chiến lung động server Cửu Châu, một server rất là lâu, sẽ như thế nào. Ok, anh em cùng đi theo mình. Nếu mà phần thưởng chưa có ai nhận thì sẽ tích góp vào lần sau nha anh em. Lần sau có thể nhân lên là thành 60 kim ngân bảo cho anh em, hoặc là 50 gì đó, theo mình dự đoán là vậy. Nếu mà không có ai trúng thì sẽ dành vào lần livestream sau nha anh em. Tại vì Adder vẫn chưa kiểm tra thử có ai sẽ dành con số may mắn đó, nên là đỡ hết cái video này thì Adder sẽ kiểm tra lại. Nếu mà không ai giành chiến thắng thì bên đội ngũ Adder sẽ dành phần quà nhân 2 đúp lên ở những livestream sau nha anh em. Lần sau có thể là nhân lên đến khoảng 60 kim ngân bảo cho anh em luôn. Để mình tí mình lên trong thời gian chờ đợi thì anh em có thể nghe nhạc một tí nha anh em. Ok anh em, và bây giờ thì sau khi đã sandbox xong thì hiện tại mình đang đứng tại server Cửu Châu đây. Là một server được sáp nhập từ server Biển Kinh và server Tường An, một server khá là lâu, đã hơn 2 năm trôi qua. Thì những anh em vẫn luôn đồng hành cùng Bảo Lâm GVN. Và rất rất cảm ơn những anh em đã đồng hành thời gian qua với Bảo Lâm Truyền Kỳ GVN. Một chuyện Bảo Lâm Truyền Kỳ hoàn toàn đồ xanh và đồ server rất có giá trị, và đã tái hiện lại một Bảo Lâm Truyền Kỳ. Ao sao anh em cứ bính mình vậy? Một Bảo Lâm Truyền Kỳ 2005, đồ hoàn toàn chuẩn, đồ 5-6 dòng rất là ok. Anh em cùng chờ mình tí nha. Mình sẽ quay lại chiến lô lộng ngay bây giờ. Mình sẽ di chuyển về bãi chung cho anh em xem sơ qua các ban hội chúng ta như thế nào nha anh em. Hiện tại ban hội bóng đêm đó là ban hội bên server Biển Kinh, đó là ban hội tàn sát của anh Dũng Ma Chơi nha anh em. Tí nữa mình sẽ thời gian rảnh mình sẽ soi vẹt đồ xanh cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ đợi đây và mình lock ạc một tí đã anh em. Ạc của mình bên server mới đã bị out hết rồi.
Hiện tại hai ban hội không biết Chiến Long Đồng sẽ có ban hội nào đây. Trước mắt mình thấy chỉ ban hội bóng đêm thôi. Lúc nãy là số 12 nha anh em, số 12 nha. Anh em nào có thể tí nữa có thể tua lại video này xem. Và hiện tại số của chúng ta đó là kho điển và kèm theo đó là số 12 nha anh em. Và nếu mà Adder kiểm tra không có ai giành chứng, không ai giành phần thưởng này 30 kim nguyên bảo, thì Adder sẽ dành cho những lần livestream lần sau sẽ nhân đúp phần thưởng lên cho anh em chúng ta. Và đây là kẻ cầm đầu hoặc Thiếu Lâm đang top 1 liên đấu server Cửu Châu chúng ta, đó là một Thiếu Lâm đao, một cái đao mắt ộp 3850 ba cấp quá đẹp. Và trang bị cho mình một set ăn ban hoàn mỹ mắt luôn. Wow, bằng kim quang 4 món kim quang với lại một cái áo mộng lông. Wow, đồ rất là khủng, tại vì server đã ra rất là lâu nên là những trang bị hồng kim môn phái như thế này và đi kèm vào những cái đao hồng kim môn phái như thế này anh em thấy rất bình thường anh em ơi. Còn những anh em khác thì hoàn toàn đồ xanh thôi, nói chung là tùy người thôi, tại vì mỗi người một cá tính thôi, người thích chơi đồ xanh, người thích chơi đồ kim phong, kim quang sáu đi anh em, kim quang chứ. Đây là hoàng tướng quân, ta cũng là một set hoàng mỹ ăn ban hoàng mỹ. Nhà môn Thương Dương sư phụ à, ok lần ơi tí nữa nha ông ơi, tôi đang lóc vào xe mà mới đây, tôi chưa vào được nữa. Ủa xe mà mới mình vẫn chưa vào được, anh em cứ bình tĩnh. Hiện tại mình đang đứng bài chung cho anh em sơ qua, nhìn sơ qua nha. Mình sẽ mở những bài hát Võ Lâm Truyền Kỳ cho anh em nghe. Mình tới nè. Anh em hãy cùng nhau like chia sẻ video này giúp mình nha anh em. Hãy cùng nhau like chia sẻ giúp mình nào anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng nhau xem một trận đấu khá là ghét tại server Cửu Châu. Đó là một buổi chiến long động giữa các ban hội rất là mới tại server mới này. Sao mình bị không vào game được nhờ? Là bài ta. Quái nhờ. Báo lỗi thôi. Mình chỉnh lại rồi. Hiện tại thì mình thấy ban hội bóng đêm đang tập trung ngay bãi chung. Mình sẽ di chuyển qua bãi cao xem thử có ban hội nào bên này không. Wow, sao lại bị out game rồi. Anh em cùng chờ đợi nghe vài nghe ca khúc mới nhất của Vlam dí về nha anh em. Đó là ca khúc Bích Huyết Kiếm do Zinka sáng tác và thể hiện. Nhạc Hoa thì phải. Rồi không được nữa. Qua bao năm tung hoành vô lâu, đời khi phách chi trai hùng anh, dù non sông ngựa tung bay, kiếm với vùng trời xanh, bọn tuyết trắng. Mình quơ ở Nguyễn Minh, mình quơ ở Gia Lai nha, Nguyễn Minh Khánh ơi. Mình sẽ di chuyển lên bãi cao xem thử có ban hội nào trên này không. Hiện tại ban hội bóng đêm họ đang ném lá cho mình, đó là khu vực bãi trung. Đây rồi, phía bên dưới này thì cũng chưa thấy ai lên cả.
Mình lock Excel mới đã anh em ơi. Admin bị out rồi. Ok, mình sẽ quay lại bãi chung thôi. Bên này thì chưa thấy ai cả. Đợi hoài mà không ai lên luôn anh em ơi. Bãi chung hiện tại mình thấy ban hội ban đêm tập trung rất là đông. Không biết có ban hội nào tham gia chiến đấu động hôm nay không. Tại vì chắc chắn với anh em rằng hiện tại vẫn còn đang trong tống kim. Đến khoảng 8 giờ thì các anh em mới lên thì phải. Để mình xem thử tới 8 giờ có ban hội nào lên tham gia chiến đấu động hôm nay không. À, rất là đông luôn. Bị rồi. Đại mình đang vừa điều khiển bên server mới của mình nữa anh em. Anh em cứ đứng ngay bài chung, chúng ta cùng chờ đợi vài ít phút nữa sẽ có chiến đấu động tham gia chiến đấu động. Có bán hội nào tham gia chiến đấu động hay không đây? Nếu mà có thì mình sẽ livestream tiếp tục cho anh em xem. Tại vì hiện tại bây giờ thì các bán hội đang đang có những ạc đang đánh tống kim nên chưa là có thể vào bên trong được, nên chưa có thể vào chiến đấu động được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đỡ ý qua bên khu vực bãi cao một tí nào nè. Hiện tại bây giờ mình chưa thấy bán hội nào lên bên trên này cả. Chỉ có mỗi bán hội bóng đêm thôi. Đây là Ali Sakales. Mặc ngami kiếm. Wow, bóng đêm đứng khắp nơi chiến đấu động rồi anh em ơi. Đây là những trang bị của Nghe Mi này. Một set định quốc mắt ộp. Một cái nhập bội vô ma. Vừa đi trưởng vừa đi kiếm luôn. Vây nợ trả góp lòng mạch giỏ đan. Đây là những món đồ của anh ta. Một set định quốc và gia truyền cập phong. Một cái kiếm cập phong. Hello anh em nha. Để mình mở nhạc cho anh em nghe nhạc một tí nha anh em. Trong thời gian chờ đợi chúng ta nghe nhạc cho nó feel.
Mình coi thử không biết có tham gia hay không. Mình hỏi sơ qua thử có bạn nào tham gia đánh chiến lòng động hay không đây. Ủa cái nhạc mình mất tiêu rồi. Đây. Ok. Đây là trận đấu sắp xảy ra, đó là chiến lòng động tại server Cửu Châu nha anh em. Một server được xác nhận từ server Biển Kinh và Tường An từ đầu tháng 11 này nha anh em. Anh em đang live, đang xem livestream thì đừng quên nhớ lại cho mình một like và một chia sẻ giúp mình ngay bây giờ nha anh em. Và rất cảm ơn anh em đã thời gian qua đã cùng đồng hành với Vlam ZVN. Đây là Cung Lôn Cao Qua 2004. Một cái đao Cung Lôn Xương Tinh. Một cái dây chuyền lôi khung và đi kèm với một set định quốc. Cũng mắt rồi bác. 50, 29, 80. Bao tay 50 nữa liền đấu. Mình đã tăng hình rồi anh em. Ủa sao quýnh được mình ta. Ê, múc để mình trướng thôi được không. Ờ không bật kêu được luôn. À mình hình như không có kiếm thì phải. À oh sorry anh em, mình đỡ máu này anh em quýnh được vãi thiệt. Thôi lên lại bật máu trắng thôi, chứ kiểu này là dặm bom là chết ngắt luôn anh em ơi. Ok đợi máu trắng thôi. Đợi qua máu máu xanh máu tím chứ. Máu của GM thì bị đánh chết anh em ơi. Hiện tại số đã quay ra là số 12 nha anh em. Nếu anh em nào mà đã bình chọn kho điển kèm theo với cái số 12 và đã like chia sẻ cái video này thì sẽ dành phần quà đó là 30 kim nguyên bảo, không tính những bình luận chỉnh sửa nha anh em. Và nếu mà không có ai trúng thì phần thưởng sẽ dành cho phần livestream tiếp theo nha anh em ơi. Nếu mà phần livestream tiếp theo có phần thưởng thì sẽ nhân đúp lên là có thể là 50 kim nguyên bảo hoặc là 60 kim nguyên bảo. Đó cho anh em biết. Không thấy ai ta. Không biết có bạn nào lên đánh không mà không thấy ai thế này, chỉ có một mình bạn bóng đêm thôi. Hiện tại bên server mới xác nhập này đó là có bạn hỏi hello. Hello là 152 người. Được sự lãnh đạo với Tơ Vi Võ Lâm Kỳ Tài. Hình đỡ 162. Và ban chủ đó là Bồm Đà Nẵng. Bóng đêm là 167. Ban chủ là Ma Chơi. Sừng Bá 155. Mình thấy 4 ban lòng anh ta. Và được sự chỉ đạo đó là ban chủ Quang Văn Trường là của anh Trường Hối. Hello là của anh em Tiên Quang. Xã đoàn qua đây. Xã đoàn như không ai rồi. Buôn Mơ Thuộc. À xã đoàn là Buôn Mơ Thuộc. Mình không thấy ai lên ta ơi. Để mình xem vài cờ khủng khủng cho anh em nhìn sơ qua một chút. Bóng đêm. Không thấy ai chiến lòng động nhỉ. Rất là đông bạn hỏi bóng đêm luôn. Đây là bạn hỏi bên server Biển Kinh, đó là bạn hỏi tàn sát nha anh em. Qua bên này thì anh Dũng Ma Chơi đã đổi thành bạn hỏi bóng đêm. Và đã di chuyển tất cả anh em về bên này thì phải. Hay là đổi tên bang đây, để mình xem. Như đổi tên bang anh em ơi. Đúng rồi, đổi tên bang rồi.
không có giữ lại ban tàn sát là chắc chắn là mới qua là đã đổi tên ban luôn. Ngồi tí mà mũi cắn sưng hết tay rồi em ơi, vãi thiệt. Đây là ma độc hoặc nem độc hay gì đây? Ồ, nem độc đao à, đao ngon vậy. Top 30 kháng họ thì dành cho 40 xếp liền đấu. Ờ, xếp liền đấu rồi. Áo đẹp quá nè em ơi, áo này rất là khó kiếm á, phục hồi phòng thủ thì em chậm nữa chứ. Ồ, cái giày cũng khá ngon, 19-40-38. Đây là bùng chân thép và thiếu lâm bẩn. Anh em đang xem livestream thì đừng quên để lại cho mình một like và một chia sẻ giúp mình ngay bây giờ nha anh em. Và mong rằng anh em sẽ mãi mãi cùng mình đồng hành với Lâm ZVN nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ ZVN đã có hai server mới ở chế độ phiên bản thân phát, và đó là hai server vang danh và thiên hạ. Nếu anh em nào mà muốn bôn tẩu một cái server phiên bản thân pháp không giống phiên bản này, tại vì phiên bản này là phiên bản nội công nha anh em. Phiên bản thân pháp thì nó có một số vấn đề nó khác hơn phiên bản nội công này. Và nếu anh em nào muốn tham gia phiên bản nội công thì hãy ngay bây giờ truy cập vào trang web zvn.net và hãy tạo cho mình những ID, những account và được khuyến mãi 7 ngày chơi và 25 tiếng anh em. Thì anh em nào muốn có code tăng thủ thì hãy BN và fanpage, đỡ AD sẽ hỗ trợ anh em những cái code tăng thủ cho anh em, đó là đi kèm vào đó là 3 tiên thao lộ 8 tiếng và 3 tiên thao lộ 1 tiếng và một thổ địa phù 100 lần với một cái thân thành phù, và tất cả hạn sử dụng 7 ngày nha anh em ơi. Hiện tại server đang rất là hay, những anh em cấp cao chỉ khoảng mới 7-8x thôi, nên là tranh những cái động 5x-6x rất là vui, rất là thú vị. Mình đang thấy văn hồi bóng đêm đang di chuyển về hướng quả hồng kim, đang ôm ngay quả hồng kim thứ hai rồi, đang ôm ngay góc lắc anh em ơi, góc bên dưới này góc lắc nha, góc này mà đang mặc định thì ok luôn, ok mì tôm luôn. Lúc nãy anh em nào đã có bình luận kho điển vào con số 12 thì sau khi kết thúc video này thì Ader sẽ chết lại và sẽ trao một phần quà 30 kim nguyên bảo cho anh em nha. Và nếu không có ai dự đoán con số 12 vào kho điển thì phần quà sẽ dành cho buổi livestream lần sau. Nếu có cơ hội sẽ kích đúc phần quà cho anh em lên là có thể là 50 hoặc là 60 kim nguyên bảo nha anh em. Tại vì có nhiều anh em hỏi quá, mình thì mình nói như vậy thôi, sẽ kết thúc phần thưởng nếu mà không có ai mình chọn kho điển và với con số đó là 12. Quỷ kiếm sâu hoặc giỏ đăng khí. Mình sẽ bỏ một ạc bên xe mà mới cho anh em là mất tiêu rồi. Mình sẽ di chuyển về bãi cao xem anh em ơi. Không biết bãi cao có ban hội nào không. Đây rồi. Bây giờ mình đã thấy ban hội Hinder đã lên trên chiến đấu động hoàn toàn tập trung ngay bãi cao rồi. Ok, hôm nay thì ban hội bóng đêm và chiến đấu động về ban hội Hinder sẽ giao tranh chiến đấu động cho anh em xem. Anh em hãy cùng nhau lao chia sẻ ủng hộ hai ban hội nào anh em ơi. Đan Huy Sài Gòn hàng liên đấu Á Quân bạn đường môn, một set liên đấu một set ăn ban Hồng Mỹ, áo kim quang, nón kim quang, bao tay kim quang và một cái đai
Đài xanh, 5 dòng khá là đẹp. Phòng thủ 21 và thời gian chặn 40. Giày tóc 20, phòng thủ 24. Bây giờ mình đã thấy sự lộ diện của ban hội hình đỡ rồi anh em ơi. Anh em hãy cùng nhau like chia sẻ nào anh em ơi, like chia sẻ ủng hộ hai ban hội chúng ta. Ban hội hình đỡ đang được định về phía hạt hồng kim thứ 3. Có vẻ như là ban hội hình đỡ không lên hạt hồng kim thì phải. Họ đang cố gắng ôm ngay hoàn toàn bãi cao rồi. Đây là hạt hồng kim thứ 3. Chào Nguyễn An Quân nha, chào tất cả anh em nha. Hiện tại mỗi PC chúng ta chỉ treo được 3 hạt thôi nha. Nguyễn An Quân, Nguyễn An Quân. Ban hội hình đỡ đang đẩy lên hạt hồng kim thứ 3. Có vẻ như là rất là đông. Đó là tình trạng kêu thải ra không được hoàn thiện cho lắm. Lâu lâu mới thấy một kêu thiên ngoại lưu tinh thải ra thôi. Và đây là kẻ cầm đầu. Anh ta là một thiếu lâm đao. Có vẻ như ban hội Ender đã yếu thơ hơn thì phải. Sau cái tour này thì có vẻ ban hội Ender họ đã vơi sành dưỡng sức hết rồi anh em ơi. Bên trong này thì đã không toàn đai và hiện tại các băng... các anh em đang tập trung về khu vực đầu bãi cao rồi. Hạt hồng kim chỉ còn khoảng 3 phút nữa sẽ nhặt cái tuần đầu tiên nha anh em. 3 phút nữa sẽ nhặt cái tuần đầu tiên nha anh em. Chỉ mới 2 phút thôi. Chưa ra, chỉ mới 2 phút thôi. Chúng ta còn đến 3 phút nữa thì hạt hồng kim thứ nhất sẽ xuất hiện. Tuần đầu tiên sẽ xuất hiện chứ. Hiện tại bây giờ ban hội Finder họ đang ôm hoàn toàn bãi cao. Và đây là vô cực kiếm và gió đang kiếm của ban hội huynh đỡ đây anh em. Một set liền đấu định quốc. Vậy đi kèm vào đó là một cái dây cập phong và cái kiếm cập phong. Cái kiếm tốc 27, bằng sát 115. 3 cấp. Sát thương 46. Quá là đẹp rồi. Hiện tại ban hội bóng đêm họ đang thủ lá cho mình hạt hồng kim thứ 3. Và bên trong sao góc lắc thì rất là đông. Hoàn toàn toàn lực tập trung ngay khu vực này rồi. Rất là đông. Không biết liệu ban hội Hinder họ có đẩy lên hạt hồng kim thứ 3 để phá ban hội bóng đêm lấy hạt hay không đây. Chúng ta cùng chờ đón đây. Anh em hãy cùng nhau like, chia sẻ, ủng hộ hai ban hội của chúng ta hôm nay nha anh em. Đó là ban hội bóng đêm và ban hội Hinder. Hai ban hội tham gia chiến động hôm nay. Hiện tại ban hội Hinder họ đã ùa về gần hạt hồng kim thứ 3 rồi anh em. Họ đang lấy cho mình một cái góc lách, đó là góc lách bên trên sâu thùng rượu. Họ đang cố gắng di chuyển nhưng mà không biết sẽ như thế nào đây. Họ đang đam về hướng hạt hồng kim thứ 3. Và đã áp sát xuống góc bên dưới và đã lên lại bên trên rồi. Hai bên đang cùng màu, rất là đông. Liệu ban hội nào sẽ đổi màu đây? Liệu ban hội nào sẽ đổi màu đây? Hai bên đang mặc định về phía đối phương rồi anh em ơi. Liệu ban hội nào sẽ đổi màu? Hạt đã xuất hiện rồi. Hạt hồng kim đã xuất hiện. Liệu ban hội nào sẽ giành hạt hồng kim anh em ơi? Hai bên đang cùng màu. Ok, và ban hội Hinder đã đổi màu tím và đã bị chết hoàn toàn. Rất là nhanh gọn. Rất là đáng tiếc, rất là nhanh luôn anh em ơi, rất là nhanh. Chỉ vừa đổi máu lên là
Chỉ khoảng trong vòng 10 giây, 15 giây thì đã bị về thành dưỡng sức hoàn toàn. Rất là nhanh. Bốc hơn rất là nhanh anh em ơi. Và bây giờ chắc chắn sẽ họ sẽ tập trung ngay hoặc bãi cao thôi. Hạt này nhạc rất là nhanh. Và đây là Esther Melder mặc công long đao nha anh em. Một đao xương tinh. Wow, top 10 bằng sát 97. 3 cấp. Liền định quắc mắt ộp. Mình sẽ quay về khu vực Bãi Hồng Kim. Theo chân ban hội bóng đêm nào. Chào Long Đình Quang, chào toàn lơ toàn nha. Hello bạn, hello tất cả anh em đang xem livestream hôm nay. Anh em hãy like, chia sẻ, ủng hộ giúp mình anh em. Và rất cảm ơn anh em thời gian qua đã luôn cùng đồng hành với Long ZVN. Và luôn cùng đồng hành với mình. Và rất cảm ơn anh em. Mình là Duy Khải nha anh em. Như anh em đã thấy trên logo thì mình là Duy Khải nha. À quên nữa, mình là lưu quên giới thiệu anh em chứ. Mình có làm một cái kênh YouTube trên YouTube nha anh em, đó là Duy Khải Vlog. Và nếu anh em nào mà có đam mê về vlog đời sống thì hãy truy cập vào YouTube Duy Khải Vlog, ủng hộ cho mình một subscribe nha anh em. Mình rất cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào Hoàng Mạnh Hùng nha. Server này đã ra hơn 2 năm rồi nha Hoàng Mạnh Hùng. Và server của chúng ta đang xem nó là server Cửu Châu. Server này đã hơn 2 năm rồi nha Hoàng Mạnh Hùng ơi. Chào Lực Nguyễn nha. Anh em nào mà muốn tham gia server mới thì hãy tham gia ngay server mới. Đó là hai server mới nhất của Võ Lâm ZVN. Đó là server Vang Danh và server Thiên Hạ. Đó là hai server mới nhất vừa open ngày 2 tháng 11 vừa rồi nha anh em. Chỉ open mới khoảng 4-5 ngày thôi. Anh em nào muốn bôn tạo giang hồ thì hãy truy cập vào trang web ZVN.net và tải ngay game về ngay cho mình. Và hãy tạo những account, những ID game cho mình và bôn tạo ngay bây giờ đi anh em. Đó là một server hoàn toàn đồ xanh và tái hiện lại Võ Lâm Dương Kỳ 2005 và đồ rất có giá trị cho anh em luôn, tại vì đồ nó rất có giá trị. Đó là một server hoàn toàn đồ xanh nha anh em. Và như anh em đã thấy thì đây là server Cửu Châu, là một server đã hơn 2 năm rồi và dưới sự lãnh đạo của tất cả dày kinh nghiệm thì server rất là ổn định và rất là được nhiều cộng đồng game thủ Võ Lâm Dương Kỳ tham gia. Và cho đến bây giờ thì anh em đã thấy đây là một minh chứng server Cửu Châu nha anh em thấy. Đây là một minh chứng cho ZVN, một sân chơi chân chính cho các bạn trẻ. Và đừng có sợ server bị nát nha anh em, server đã hơn 2 năm rồi. Đó, anh em thấy không, server này đã hơn 2 năm rồi đấy. Server này server Cửu Châu nha anh em. Và anh em nào muốn chơi server mới thì hãy tạo hoạt ngay bây giờ, tạo ID ngay bây giờ. Truy cập vào trang web ZVN.net và hãy tạo cho mình những ID và những account mới nhất. Và được free cho mình 25 tiếng và 7 giờ chơi. Và đi kèm vào đó những cái code tân thủ, đó là 3 tiên thao lộ 8 tiếng và 3 tiên thao lộ 3 tiếng. Và một thổ địa phù 100 lần và một thân thành phù hạn sử dụng 1 tuần nha anh em, tất cả hạn sử dụng 1 tuần. Hiện tại đang có server mới, đó là server Vang Danh và Thiên Hạ nha anh em. Vừa open vào ngày 2 tháng 11 vừa rồi thôi. Chỉ mới còn 4-5 ngày vừa rồi thôi anh em. Hiện tại mình thấy ban hội bóng đêm họ đã ùa lên bãi cao một số ạc. Có vẻ như là đang lên khám xét tình hình thì phải. Hiện tại khu vực này chỉ mới có khoảng 9 ạc thôi. Và bên trong này ban hội HN đang tập trung ngay bãi cao rất là đông. Đây là thần mộc tinh quân bạch đường môn hoàn toàn rồi xanh thôi anh em. Đổi máu rồi, ban hội HN đã đổi máu xanh rồi. Đây là một set an bang. Hiện tại ban hội HN đã đẩy lên sâu thùng rượu gần bãi cao. Và ban hội HN đang đam những đòn đam định về phía ban hội bóng đêm. Vương Toàn ơi, xin nghe code chưa có hả? Ok, bây giờ mình sẽ gửi code cho bạn luôn đây. Mình sẽ gửi code cho bạn là cái gì bạn gia nhập code thử được hay không báo lại mình nha. Đâu rồi code, đâu rồi? Mình sẽ gửi code cho bạn đây. Đây, mình sẽ gửi cho bạn 3 code ngay bây giờ.
Tại vì đội ngũ Adder đang chết code anh em. Chết code rất nhiều anh em, nên là anh em đợi trong giây lát. Mà nếu những anh em nào chưa nhận được thì mình sẽ gửi trực tiếp cho anh em ngay bây giờ. Và anh em hãy nhập code và bong tẩu server mới ngay bây giờ nha anh em. Vương Toàn ơi, mình đã gửi code rồi nha. Hiện tại server mới là mới chỉ khoảng 4-5 ngày thôi anh em. Hiện tại server này là server Cửu Châu, một server đã hơn 2 năm rồi. Rất là nhiệt, rất là đông. Anh em như anh em đã thấy đó, đây cũng như là một minh chứng cho Võ Lâm truyền kỳ lậu ZXVN. Một Võ Lâm hoàn toàn không sợ bị nát nha anh em. Đã trải qua hơn 2 năm tuổi rồi, nhưng mà anh em thấy đấy, tất cả anh em cộng đồng tham gia rất là nhiệt tình. Chào Trần Tấn nha. Hello, hello bạn. Anh em đang xem livestream này thì đừng quên đỡ lại cho mình một like và một chia sẻ ngay bây giờ giúp mình nha anh em. Mình là Trần, mình là Di Khải Gaming. Và anh em nào, những anh em nào mà có xem những vlog thì nếu mà có thích thú về vlog thì hãy truy cập vào YouTube và Di Khải Vlog và ủng hộ cho mình một subscribe, ủng hộ mình tinh thần làm video nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok Mạnh Hoàng, mình sẽ gửi code cho Mạnh Hoàng ngay bây giờ. Nếu mà không vào được code thì hãy BM lại mình để mình sẽ gửi một cái code khác hỗ trợ tân thủ server mới nha anh em. Tại vì rất là nhiều code nên là phát rồi hay là chưa phát thì cũng không nhớ rõ nữa. Ok bây giờ Mạnh Hoàng mình gửi code nha. Bạn check inbox vào tin nhắn chờ nha. Hạt Hồng Kim tuần thứ 2 sắp được bắt đầu anh em ơi. Chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi. Hơn 2 phút nữa thôi thì tuần thứ 2 sẽ bắt đầu. Tuần đầu tiên thì ban hội bóng đêm họ ăn trọn gói 3 hạt Hồng Kim rồi. Không biết tuần thứ 2 này ban hội Honda họ có chiếm được hạt Hồng Kim này hay không đây. Ban hội Honda họ đang tập trung ngay bài cao, cũng khá là đông. Mà theo mình thấy thì lực binh hình đợ thì có vẻ chỉ mới khoảng 1 phần 2 ban hội bóng đêm thôi nè. Chỉ mới 1 phần 2 thôi. Để mình soi ban chủ ban hội hình đợ cho anh em xem. Đây là Bồm Đà Nẵng, ban chủ ban hội hình đợ đây. Ồ, anh ta không tham gia khu vực chiến lúng động rồi. Ok, và đây là con trai cưng hoặc Thiếu Lâm, hạng liên đấu Á quân Thiếu Lâm Đao. Hình đợ đang di chuyển về hướng hạt Hồng Kim thứ 3. Họ đã đang áp sát khu vực sát bắt bên dưới. Thế đang bàn hồn mỹ và đi kèm vào đó thì vài món hồng kim và vài món kim quang. Đây là Huy Sài Gòn. Ở đâu rồi? Mình mới thấy Huy Sài Gòn mà. Huynh Đợ đang giao tranh với ban hội bóng đêm tại khu vực hạt hồng kim thứ 3. Đây là Huy Sài Gòn hoặc liên đấu Á quân đường môn. Anh ta là hoặc đường môn nha anh em. Đang trang bị cho mình một set ăn bàn hồn mỹ, một cái nỏ thiên quang 3855 3 cấp mắt hộp rồi. Kim quang, bao tay kim quang, nón kim quang, áo kim quang. Đài 5 dòng, phòng thủ lý thời gian chậm 40. Cái này lúc nãy mình đã soi rồi. Có vẻ như là ban hội hình đỡ rất khó mà chiếm lấy được hạt hồng kim thứ 3 này mời. Họ chỉ đánh những đòn đam hù đối phương thôi. Wow, chết liền. Vài đòn Phi Long Tại Thiên thì một xe đã bị nằm xuống. Không biết Phi Long Tại Thiên là anh nào đây. Xả vài đam Thiên Long Tại Thiên, Phi Long Tại Thiên chứ, rất là ghét. Và hiện tại ban hội bóng đêm đang ua về khu vực bãi cao. Rất khó cho ban hội Hinder lấy những hạt quả cao rồi anh em ơi, rất khó. Bóng đêm đang ua xuống một nửa đội hình của mình. Có vẻ như là rất khó, ban hội Hinder đã chết đi một nửa đội hình của mình rồi. Họ đang chỉ còn một nhóm bên ngoài này thôi. Họ đã đổi mà cung mau. Bây giờ hai bên đang cung mau.
Thunder đã máu vàng và bóng đêm đã máu vàng luôn. Đông quá, quá đông anh em ơi, server quá đông anh em ơi. Đông quá nên là xảy ra những tình trạng mà thả kêu không hiện nha anh em. Rất là đông. Anh em đang xem livestream thì đừng quên đỡ lại cho Võ Lâm ZVN cũng như Võ Lâm cũng như hai băng hội bóng đêm và băng hội huynh đệ một like và một chia sẻ giúp mình ngay bây giờ nha anh em, mình rất cảm ơn anh em. Đây là ma chơi, đây là ban chủ của ban hội bóng đêm là anh em. À, 1000 mi, người ta là 1000 mi kiếm. Một set liên đấu định quốc. Và đi kèm vào đó là một cái vô danh ỷ thiên kiếm, một cái kiếm rất là đẹp 3854 và 3 cấp. Và một gia truyền vô chân. Hàng kháng cũng khá là ổn định, kháng trên 2x rồi. Và một cái ngọc bội vô ma, tốc 39. 3 cấp, 3 cấp. Nội công 186. Có vẻ như là gần mắt đột rồi. Hiện tại sau tuần thứ hai thì có vẻ ban hội Hinder họ chỉ còn một ít thành viên thôi. Họ là có vẻ họ đang tập trung thì phải. Mình sẽ quay về khu vực ban hội bóng đêm. Bóng đêm thì họ vẫn cố gắng dậm chân tại chỗ ngay cái góc hồn kim. Và chắc chắn họ nãy giờ 2 tuần thì họ đã ăn được 6 quả hồn kim rồi anh em. Wow, ban hội bóng đêm đứng rất là đông. Đây là đích tao có độc vật ngũ độc đao. Một cái đao tóc 13 là đặng móc rồi. Đây là tóc 14. Quá đẹp. Một set ăn ban. Và với kèm vào đó thì vài món đồ xanh thôi anh em. Ban hội Hinder vẫn đang tập trung ngay hòn kim cao nên mà họ vẫn chưa đẩy lên tuần nào cả. Bóng đêm thì chỉ cho khoảng vài qua bên này và dò la tin tức thôi. Họ đang di chuyển và làm spy. Mình sẽ đứng ngay khu vực này, liệu ban hội bóng đêm có đợi lên hay không, anh em cùng chờ đón trong vài phút nữa. Hạt chỉ còn khoảng bắt đầu là 1 phút nữa mới xuất hiện hạt nha anh em. Trong vòng 5 phút thì mới nhặt hạt được. Đang mặc định về phía hạt hồng kim. Họ vẫn đang mặc định về phía
đam 12 về phía giữa. Thôi anh em chưa lên được bên trên. Hiện tại bây giờ hai bên đang cùng màu với nhau, nhưng mà họ đang cố gắng đam định về phía trước thôi, không có một ai cả, đang đam để giữ chân thôi. Đây là quỳ kiếm xong mạch gió đang. Đúng rồi, lúc nãy mình có so cho anh em xem mạch này rồi. Anh em đang xem livestream thì đừng quên đỡ lại cho Võ Lâm ZVN một like và một chia sẻ ngay bây giờ giúp mình nha anh em. Mình rất cảm ơn anh em đã thời gian. Mình rất cảm ơn anh em thời gian qua đã cùng đồng hành Võ Lâm ZVN nha anh em ơi. Rất cảm ơn anh em rất là nhiều. Mong rằng anh em mãi mãi sẽ cùng đồng hành Võ Lâm ZVN. Và cố gắng thì Adder sẽ cố gắng tạo thành một cái game rất là vững mạnh luôn. Hiện tại hai bên đang cùng màu với nhau nên là có vẻ là chưa có giao tranh. Hạt hồn game thì trong vòng 4 phút nữa sẽ xuất hiện anh em. Giờ những cái hạt đã xuất hiện rồi, nhưng mà chúng ta đợi trong vòng 3-4 phút nữa mới thu hoạch được nha anh em, mới nhận được. Đại huynh đệ họ đang đam 12 về phía trước. Chắc chắn chuẩn bị sẽ có một tuần đánh thôi. Chắc chắn sẽ có một tuần đánh tại khu vực này. Ban hội huynh đệ hai lần đã di chuyển về phía bên ban hội bóng đêm nhưng mà không thành công. Họ chết rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng 30 giây đến 1 phút thì hoàn toàn team của họ đã bị chết hoàn toàn rồi. Rất là nhanh gọn. Rồi, đổi màu xanh rồi, hình đờ đổi màu xanh rồi. Bây giờ hình đờ gặp xuống hay không này, chúng ta còn chờ đón sâu ít phút nữa. Hạt chỉ còn khoảng trong vòng 3 phút nữa xuất hiện nha anh em. Hạt sẽ xuất hiện trong vòng 3 phút nữa, chúng ta mới có thể nhặt được. Rất vào hạm cho kỹ càng xíu nào. À, xin lỗi, nhận được hạt này mới 19 rồi, what the hell. Đây là top 10 cao thủ server Củ Châu nha anh em. Server Củ Châu là một server vừa sáp nhập giữa server Bình Kinh và server Thượng An. Hai server đã hơn 2 năm và đã sáp nhập lại với nhau thành server Củ Châu. Và đây là 10 cao thủ của chúng ta. Đó là Bắc Cần, Bơm Đà Nẵng, Huyết Sài Gòn, Tơ Quy, Võ Lâm Kỳ Tài, Nguyên Đờ Nờ, Quỷ Kiếm Sâu, Thịt Chả Gốt, Da Béo và Đại Ca Tích và Thức River. Và những server này thì server đã hơn 2 năm nên là tất cả anh em đã có những ngày trùng sinh hết rồi nha anh em. Tất cả hình như là trùng sinh khoảng tầm 200 bạc đổ lại rồi. Trên bản đồ chúng ta đã có 10 cao thủ trùng sinh rồi. Trùng sinh thì cấp 200 với lại đi kèm theo số cấp nha anh em. Đây là ví dụ như 364 là trùng sinh 1 với lại cấp 164 nha anh em, và tính xuống vậy thôi. À hello, ồ không sao là có hello nha. À hello có một thôi. Hello bố vàng. À hai thì chết rồi. Ok, Lực Nghiễn mình sẽ gửi code cho Lực Nghiễn ngay bây giờ. Nếu anh em mà không nhập code mà nó báo đã sử dụng thì hãy inbox lại mình để mình có thể gửi một cái code khác tặng cho anh em nha. Và anh em có thể bôn tạo nhân hồn. Ok, anh em nhập code ở phần inbox inbox nha anh em. Tin nhắn ẩn á. Tại vì không có kết bạn. Ok, bây giờ ban hội bóng đêm họ đã di chuyển hoàn toàn về phía hạt cao rồi anh em. Bây giờ chúng ta cùng chờ đón sẽ như thế nào đây. Bên sâu thì có vẻ là đã đỡ lại một vài quả hồng kim rồi. Và bây giờ họ đã đẩy lên gần bãi cao rồi, hạt đã xuất hiện. Để liệu mình xem thử cái tuần này ban hội bóng đêm sẽ như thế nào. Họ rất là đông, theo mình nhìn lực thì rất là đáng tiếc cho ban hội hình đỡ. Họ chỉ khoảng 2/3, đúng chính xác khoảng 2/3 ban hội bóng đêm rồi. Thua một xíu thôi là có thể ngang tài ngang sức rồi. Người tám lạng kẻ tám lạng người nửa cân rồi. Wow, hai bên đã đổi cùng máu rồi, chắc có vẻ là đang muốn đổi cùng máu và nhận những quả cao thôi.
Ok anh em, và trận livestream hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Và trong cái trận đánh solo hôm nay thì anh em nào đã bình chọn kho điển đi kèm với con số 12 thì Adder sẽ trao giải cho anh em, đó là 30 kim ngân bảo nha anh em. Và nếu mà không có ai dự đoán con số 12 kèm với comment là kho điển cộng 12 thì phần thưởng của chúng ta đó là 30 kim ngân bảo sẽ rơi vào những trận livestream lần sau. Đó là chúng ta sẽ nhân đúp lên, đó là có thể là tặng anh em 60 kim ngân bảo nha anh em. Ok, và bây giờ trận livestream hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Và mong rằng anh em nào có chơi vào Lâm Trường Kỳ thì hãy mong rằng tất cả anh em cộng đồng vào Lâm Trường Kỳ hãy tạo những ngày cao và bôn tảo ngay bây giờ, tại vì server đã vừa mới khai mở hai server phiên bản thông phát, đó là server Vang Danh và server Thiên Hạ, chỉ vừa mới open vào ngày 2 tháng 11 này thôi anh em, chỉ khoảng hơn 4 ngày thôi. Anh em nào muốn bôn tảo giang hồ thì hãy inbox vào fanpage để nhận những cái code giá trị ngay bây giờ, đó là một tiên thổ lộ ba tiên thổ lộ 8 tiếng và ba tiên thổ lộ 1 tiếng và một thổ điệp phù 100 lần và một cái thân thành phù hạn sử dụng 7 ngày, tất cả hạn sử dụng 7 ngày nha anh em. Và cảm ơn anh em đã xem livestream hôm nay rất là nhiều. Và anh em nào quên nhắc anh em một chuyện, đó là anh em nào có xem YouTube thì hãy ủng hộ mình một subscribe tại kênh YouTube Di Khải Vlog nha anh em. Mình cũng thường up những video chiến đồng động hoặc là những video solo trên cái kênh YouTube của mình, và những cái video vlog đời sống cũng vậy. Và cảm ơn anh em rất nhiều, và cảm ơn anh em đã thời gian qua cùng nhau đồng hành với mình. Ok, và bye bye anh em nha. Hẹn anh em vào những livestream lần sau. Ok anh em, và hẹn anh em vào thứ ngày mai đi. Ngày mai thứ 6 sẽ có trận công thành chiến. Ok. Bye bye mọi người, bye bye mọi người. Ok, bye bye anh em nha. Hẹn anh em vào ngày mai sẽ có công thành chiến. Bye bye anh em.